Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em tới lớp 7 sức kết nối tri thức của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Hải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài ôn tập cuối chương 2. Giờ mình sẽ làm bài tập cuối chương 2. Mình sẽ làm câu 2.27 trước. Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sao đến chữ số hợp phần thứ nhất. A sẽ bằng căn bậc 2 của 2 và B sẽ bằng căn bậc 2 của 5. Bây giờ mình tính, sau đó mình sẽ tính tổng hai số hợp phần nhận được nha. Giờ thầy sẽ làm câu 2.27. Ta câu trước mình sẽ tính căn bậc 2 của A sẽ bằng căn bậc 2 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sử dụng máy tính cầm tay, các em bấm sẽ bằng nhiêu nha. Căn bậc 2 của 2 sẽ bằng là 1,4142 300. Đây là một con số hợp phần vô hạn không tuần hoàn nha, đúng không? Nên mình để 3 chấm thôi. Vì nếu mình gõ tới ma thì nó cũng không hết đâu. Vì đây là một con số hợp phần vô hạn không tuần hoàn, đúng không? Tiếp theo mình sẽ tính B. B bằng căn bậc 2 của 5 sẽ bằng bao nhiêu? Giờ mình sử dụng máy tính cầm tay mình bằng. Căn bậc 2 của 5 thì sẽ được là 2,236,0300. Đây cũng là một con số hợp phần vô hạn không tuần hoàn, nên mình có gõ tới mai cũng không hợp, đúng không? Mình để 3 chấm là được nha. Tiếp theo thì mình sẽ làm tròn các số đến chữ hợp phần, đến chữ số hợp phần thứ nhất, có nghĩa làm tròn đến hàm phần 1, đúng không? Giờ làm tròn đến chữ số hợp phần thứ nhất ta được. Gần bằng, khi làm tròn mình để dấu gần bằng nha, không để dấu gần bằng, để dấu gần bằng chứ không để dấu bằng nha. Làm tròn đến số hợp phần thứ nhất có nghĩa làm tròn đến hàm 10. Nhưng mình thấy ở đây đây là số 4, nhưng bên phải số 4 là số 1, 1 nhỏ hơn 5 nên bỏ luôn đi, kết quả là 1,4. Tiếp theo B bằng, giờ ở đây là 2,23 thì làm tròn đến hàng chữ hợp phần thứ nhất của nghĩa là hàng phần 10 số 2, nhưng bên phải số 2 là số 3, 3 nhỏ 5 nên bỏ luôn đi, kết quả là 2,2. Giờ ở đây mình cũng sử dụng dấu gần bằng, khi làm tròn nghĩa là gần bằng chứ không là bằng. Đúng. Giờ tiếp theo thì người ta kêu mình tính tổng hai số hợp phần vừa nhận được. Giờ mình trả lời là tổng hai số hợp phần vừa nhận được này mình sẽ lấy 1,4 cộng cho 2,2 thì bằng 3,6, đúng không? Như vậy là mình xong câu 2.27 nhé. Giờ 2.27 có em nào có kết quả giống không? Các em có thể bấm hết video, thầy biết là các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp 2.28. Câu 2.28 người ta kêu mình dùng khúc dây có vạch chia để đo độ dài đường góc khúc ABC trong hình 2.8 đơn vị cm.
làm tròn đến chữ số hợp phần hướng nhất, sau đó so sánh kết quả với kết quả của bài tập 227. Và bây giờ các em sẽ dùng cái khước hạnh của mình có đơn vị cm thì mình sẽ đo AB, sau đó mình sẽ đo tiếp BC thì mình xem là độ dài ABC sẽ dài bao nhiêu cm. Đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu 228 ta có. Như vậy sau khi đo xong thì mình sẽ có là AB. AB gần bằng hai phẩy hai cm. Còn BC thì bằng lại 1,4 cm. Giờ quay đầu dài đường gấp khúc ABC là mình sẽ lấy 2,2 cộng cho 1,4 sẽ bằng 3,6, đơn vị là cm. Đúng này. Như vậy là mình thấy là kết quả của câu 2.27 cũng là 3,6, như vậy ở đây cũng là 3,6. Đúng này. Như là hai kết quả sẽ là giống nhau. Như vậy mình sẽ kết luận là kết quả này chung với kết quả ở bài tập 2.27. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu 2.28 nha. Giờ 2.28 có em nào có kết quả giống không? Các em có thể bấm khích video hay biết là các em làm đúng. Giờ tiếp theo mình số 3 tiếp câu 2.29. Câu 2.29 người ta nói là chia một sợi dây đồng bằng 10 mét thành 7 đoạn mặt nha. Câu A mình sẽ tính độ dài mỗi đoạn dây nhận được. Viết kết quả dưới dạng số hợp phân vô hạn tương quan. Như vậy là lấy 10 mét chia cho 7 thì chính là được phân số 10 phần 7. Đúng không? Câu A chứ. Như vậy mỗi đoạn dây nhận được là như vậy mình sẽ lấy 10 chia cho bạn. Mười chia 7 thì bằng bao nhiêu? Giờ mình sẽ dùng máy tính cầm tay các em tính nha. 10 chia 7 thì bằng 7. Giờ như vậy ở đây mình sẽ được là 1,4 2 8 5 7 1. Đúng này. Như vậy là cái 4 2 8 5 7 1 sẽ được lặp đi lặp lại mãi mãi nha. Như 4 2 8 5 7 1 chính là một chu kỳ, là chu kỳ của cái số hợp phân vô hạn tuần hoàn. Đúng không? Giờ như mình xong câu A mình sẽ qua tiếp câu B. Đơn vị ở đây sẽ là mét. Đúng không? Câu B câu B thì người ta nói dùng bốn đoạn dây nhận được ghép thành một hình vuông, gọi C là chu vi của hình vuông đó.
Hãy tìm C bằng hai cách sau giờ so sánh kết quả. Cách 1 thì mình sẽ dùng cây thước dây có vạch để chia để đo và lấy chính xác đến cm, đúng không? Như vậy cách 1. Dùng thước đo. Như vậy dùng thước đo này có đơn vị chính xác đến cm, có nghĩa là số này mình sẽ chọn làm tròn đến cm thì chính là 143 cm, đúng không? Ta được một đoạn dây, ta được mỗi đoạn dây dài 143 cm nha, đúng không? Làm tròn đến cm. Sau đó mình sẽ tính chu vi của hình vuông. Hình vuông này. Như vậy mình sẽ lấy 4 nhân cho 143. 4 nhân cho 143 bằng 572. Đơn vị sẽ là cm. Bây giờ mình sẽ làm cách 2. Cách 2 thì mình sẽ sử dụng công thức là C sẽ bằng 4 nhân cho 10 phần 7. Đúng rồi. Giờ sau đó mình làm tròn đến độ chính xác là 0,005. Làm tròn đến độ chính xác 0,05 là làm tròn đến 2%, đúng không? Bây giờ mình sẽ tính C. Như vậy C sẽ bằng 4 nhân cho 10 phần 7. Giờ ở đây mình sử dụng máy tính cầm tay mình bấm xem kết quả bằng bao nhiêu. 4 nhân cho 10 phần 7. Năm phẩy 714285. Giờ như vậy đây là một con số hợp phân vô hạn tuần hoàn. Số 714258 sẽ đi lặp đi lặp lại mãi mãi. Và 714258 chính là chu kỳ của số hợp phân vô hạn tuần hoàn. Ở đây người ta kêu mình làm tròn luôn. Bây giờ mình sẽ làm tròn thì mình để dấu gằn bằng nha. Làm tròn đến hàng phần trăm, làm tròn đến độ chính xác 0,05 chính là làm tròn đến hàng phần trăm. Mình xem hàng phần trăm đây là số 1. Nhân bên phải của số 1 là số 4, nhỏ 5 bỏ luôn đi. Kết quả là 5,71 thôi. Đúng rồi. Đơn vị sẽ là mét. Giờ như vậy mình xong câu 2.29 nha. Giờ 2.29 có em nào có kết quả giống thầy? Các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu 2.30. 2.30 câu A. Cho hai số cực A sẽ bằng âm 1,25 và B sẽ bằng âm 2,3. So sánh A và B và giá trị tuyệt đối A và giá trị tuyệt đối B. Giá trị tuyệt đối A qua và giá trị tuyệt đối B. Giờ mình sẽ làm câu A chứ nhé. Giờ mình sẽ so sánh hai số này thì mình so sánh cái phần dương trước nhé, có nghĩa là bỏ dấu trừ ra mình so sánh trước. Vậy mình thấy là 1,25 chắc chắn phải nhỏ hơn 2,7 nên mình kết luận là âm của số âm sẽ ngược lại, có nghĩa là âm 1,25
nhỏ hơn sẽ biến thành lớn hơn âm 2,7 lần này. Hay là mình nói là A sẽ lớn hơn B. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ tính giá trị tuyệt đối của A chứ. Giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng giá trị tuyệt đối của âm 1,25. Giá trị tuyệt đối của số âm 1,25 thì sẽ bằng số dương thôi, 1,25. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ tính giá trị tuyệt đối của B. Giá trị tuyệt đối của âm 2,7 sẽ bằng 2,3. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ so sánh hai số. Vậy mình thấy là 1,25 sẽ nhỏ hơn 2,7, nên mình kết luận là giá trị tuyệt đối của A sẽ nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B. Đúng rồi. Giá trị tuyệt đối của A sẽ nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của B. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B ta có nhận xét là trong hai số âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó sẽ bé hơn. Đúng không? Em hãy áp dụng nhận xét này để so sánh âm 12,7 với là âm 7,12. Như vậy là số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó sẽ bé hơn. Đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ tính giá trị tuyệt đối của hai số này. Ta có trước hết mình sẽ tính giá trị tuyệt đối của âm 12,7 âm 12,7 sẽ bằng 12,7. Tiếp theo mình sẽ tính giá trị tuyệt đối của âm 7,12. Sẽ bằng 7,12. Đúng rồi. Như vậy là mình sẽ thấy là 12,7 sẽ lớn hơn. Đúng rồi. Mà 12,7 sẽ lớn hơn 7,12. Nên mình kết luận là đúng rồi. Giá trị tuyệt đối này lớn hơn giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của số này sẽ lớn hơn giá trị tuyệt đối của số này, nên mình kết luận là số này sẽ bé hơn, nên kết luận là âm 12,7 sẽ bé hơn âm 7,12. Đúng không? Giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó là nhỏ hơn. Đúng không? Giờ như là mình xong câu 2.30 nha. Giờ 2.30 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm được. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiết câu 2.31. 2.31 người ta cho hai số thực A sẽ bằng 2,1 và B sẽ bằng âm 5,2. Em có nhận xét về quy tích A nhân B và âm giá trị tuyệt đối A nhân cho giá trị tuyệt đối B. Giờ bây giờ mình sẽ tính trước, giờ mình so sánh. Đúng không? Câu A chứ nhỉ? Ta có A nhân B sẽ bằng 2,1 nhân cho âm 5,2 sẽ bằng số âm
2 phẩy 1 nhân 5,2 sẽ bằng bao nhiêu? 10,92. Đúng nè. Giờ tiếp theo mình sẽ tính giá trị tuyệt đối A và giá trị tuyệt đối B. Giá trị tuyệt đối A sẽ bằng giá trị tuyệt đối của 2,1, đúng không? Chính bằng 2,1. Giờ bây giờ mình sẽ tính giá trị tuyệt đối của B luôn. Giá trị tuyệt đối của B chính là giá trị tuyệt đối của âm 5,2, đúng không? 3, 5,2. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính tích âm của tích giá trị tuyệt đối A nhân cho giá trị tuyệt đối B. Giờ âm của để có dấu trừ trước giá trị tuyệt đối A nhân cho giá trị tuyệt đối B sẽ bằng, dấu âm viết lại nha. Giá trị tuyệt đối của A sẽ là 2,1 nhân cho giá trị tuyệt đối của B là 5,2 sẽ bằng âm 10,92. Đúng nè. Như vậy mình sẽ có nhận xét là A nhân B, mình thấy là A nhân B bằng số này và âm của giá trị tuyệt đối A nhân giá trị tuyệt đối B của bằng cái này. Như kết quả là mình sẽ kết luận là A nhân B sẽ bằng âm giá trị tuyệt đối A nhân giá trị tuyệt đối B. Đúng nè. Như mình chỉ là nhận xét như sau. Nhận xét A nhân B sẽ bằng âm của giá trị tuyệt đối A nhân giá trị tuyệt đối B. Đúng nè. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B ta có cách nhân hai số khác dấu như sau. Muốn nhân hai số khác dấu thì ta nhân các giá trị tuyệt đối của nó, tuyệt đối của chúng và đặt dấu trừ cho kết quả. Như vậy nhân hai số khác dấu thì mình sẽ nhân hai giá trị tuyệt đối, sau đó khi dấu trừ và chứng là được. Giờ em hãy áp dụng quy tắc trên để tính âm 2,5 nhân 3. Giờ câu B. Giờ ta có chứ. Chứ hết mà sẽ tính hai lấy hai giá trị tuyệt đối chứ nhé. Như vậy mình sẽ lấy âm của 2,5 nhân cho 3 sẽ bằng dấu trừ, mình sẽ lấy giá trị tuyệt đối của âm 2,5, giá trị tuyệt đối của âm 2,5 nhân cho giá trị tuyệt đối của 3. Đúng nè, 3. Dấu âm viết lại, giá trị tuyệt đối của 2,5 chính là 2,5. Giờ giá trị tuyệt đối của 3 là 3. Như vậy kết quả sẽ là 2,5 nhân cho 3 là 7,5. Như kết quả cuối cùng sẽ là âm 7,5. Đúng nè. Giờ như vậy là mình xong 2.31 nha. Giờ 2.31 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm khích video, thầy biết các em làm được. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích
và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem nha. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.